Quý khán giả thân mến, dịp lễ 30 tháng 4 năm nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, thu hút đông người. Để đảm bảo an toàn, các ngành chức năng trong thành phố đã tổ chức đợt cao điểm lập lại an ninh trật tự, trong đó có chú trọng công tác đảm bảo an toàn trên các tuyến sông. Từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến với thành phố Cần Thơ rất đông. Chỉ tính tại bến tàu du lịch thành phố đã có gần 2 triệu lượt khách đi lại tham quan chợ nổi Cái Răng và các điểm vườn du lịch sinh thái. Dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, lượng du khách đến tham quan sẽ đông đúc hơn. Do đó, bến đã có sự chuẩn bị phục vụ từ phương tiện vận chuyển đến các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên sông. Chúng tôi cũng đã tiến hành họp và phổ biến những kiến thức căn bản, đồng thời để cho bà con có được cái thái độ phục vụ du khách tốt hơn, thân thiện hơn. Chúng tôi bố trí lực lượng để sắp xếp vào đón trả khách tại bến cảng một cách khoa học và hợp lý nhất, an toàn nhất. Về phía các đơn vị chức năng trong thành phố như Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Thanh tra Giao thông, Cảng vụ Đường Thủy Nội địa trong dịp lễ này cũng sẽ tổ chức nhiều tổ kiểm tra các hoạt động vận chuyển du khách trên sông tại bến tàu du lịch Cần Thơ, bến đò Cồn Sơn và các bến đò, bến phà vận chuyển hành khách đối lưu với tỉnh bạn. Các cái đồng chí cảng vụ viên là thường xuyên phối hợp với địa phương để mà kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở các bến khách ngang sông làm sao để cho mà các cái bến khách này hoạt động phục vụ đảm bảo an toàn cho hành khách khi qua sông. Trạm cảnh sát đường thủy Hưng Phú đánh giá được tình hình là khách du lịch sẽ tăng đột biến nên anh em là tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện tàu khách du lịch chở khách vi phạm các quy định về luật giao thông đường thủy nội địa cũng như là phòng cháy chữa cháy trên sông để đảm bảo cho khách du lịch được an toàn trong khi hành trình đi du lịch. Nhờ tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trên sông mà hầu hết các chủ phương tiện đều chấp hành theo các quy định của luật giao thông đường thủy, tạo được sự yên tâm và hài lòng đối với du khách khi đến Cần Thơ. Đi lại thấy phương tiện tàu đò cũng mặc áo phao đầy đủ đàng hoàng, người là chở cũng vừa đủ đó, đàng hoàng, không có dư người. Chấp hành nghiêm chỉnh, áo phao, bình chữa cháy, rồi an toàn, cái số lượng mình chở không dư người, chở đủ số lượng thôi. Đèn phao cứu sinh rồi cũng đầy đủ, khi khách xuống là mình phải cho khách bằng áo phao mới dám rời bến. Theo ngành chức năng, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm trước, Cần Thơ đón gần 30.000 lượt du khách đến tham quan chợ nổi và các điểm vườn du lịch sinh thái. Năm nay, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, du lịch đang trên đà phát triển, dự kiến lượng du khách sẽ đông hơn, tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan thành phố.